Nguyên là học sinh khóa 1976-1979 của trường phổ thông cấp 3 C huyện Hải Hậu, Nam Định, nay là trường Trực Ninh B. Chúng tôi rất tự hào là cái thế hệ học sinh đầu tiên của nhà trường. Sau khi học tập tại trường và chúng tôi ra lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì trở về học tại trường đại học. Và sau khi tốt nghiệp đại học thì hiện nay thì tôi đang công tác tại Bộ Nội vụ. Trong cái thời gian phục vụ trong quân đội và công tác tại cơ quan nhà nước thì chúng tôi rất là tự hào là cái lớp học sinh đầu tiên được các thầy cô giáo, nhà trường dạy dỗ, chỉ bảo và định hướng cho chúng tôi xác định cái con đường tương lai của mình. Và trong cái thời gian tới phát huy cái truyền thống tốt đẹp của nhà trường thì tôi hy vọng các cái thế hệ, các thầy cô sẽ dạy dỗ các thế hệ học sinh tương lai. Nhiều em sẽ trưởng thành hơn chúng tôi và đảm đương những cái công việc ở trong các cái cơ quan nhà nước, ở những cái vị trí trọng trách, và các em làm những công việc kinh doanh thì đạt được nhiều những cái thành quả trong cái công việc của mình. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường, kính chúc tất cả các thầy, các cô giáo và cựu học sinh của nhà trường và toàn thể các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.